Dạ, câu hỏi tiếp theo con xin kính chuyển đến cư sĩ Phúc Trí. Xin cư sĩ Phúc Trí cho chúng con được hỏi. Chúng con nghiên cứu phương pháp niệm Phật hộ niệm vãng sinh. Chúng con nghiên cứu phương pháp niệm Phật hộ niệm vãng sinh. Nhưng chúng con được nghe chư tổ chỉ dạy rõ là đến khi lâm chung, nếu như mà bị mê thì hộ niệm gần như chẳng có tác dụng gì nữa. Vậy cả một đời nghiên cứu phương pháp niệm Phật hộ niệm thật là uổng phí. Vậy con kính xin cư sĩ Phúc Trí chia sẻ cho chúng con được hiểu. Khi ngày hôm qua chúng con cộng tu, chúng con nghe pháp là một là tất cả là một. Vậy làm thế nào để chúng con tu hành phương pháp niệm Phật hộ niệm cuối đời được tỉnh táo, lại được bạn đạo đồng tu đến bên cạnh nhắc nhở, yểm trợ niệm Phật trong lúc xả bỏ báo thân để giữ được chánh niệm, niệm 1 đến niệm 10 niệm A Di Đà Phật đi vào phổ đẳng tâm muội của Đức Phật A Di Đà vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cư sĩ chia sẻ trong câu này trong 10 phút ạ. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên chư tôn đức tăng ni tham gia chứng minh. Con kính thưa toàn thể đại chúng. Nếu như hộ niệm mà mê thì coi như bỏ đi rồi. Trường hợp nào thì ta vẫn làm. Thì trường hợp mà là phải là bạn đạo đồng tu của chúng ta, chỉ vì trường hợp mà bất đắc dĩ ta phải làm. Còn những cái trường hợp khác chúng ta chỉ được là người thân của chúng ta là ta tự làm thôi. Vậy thì làm sao để hộ niệm, nghiên cứu để cho lúc cuối đời mình lâm chung tỉnh táo? Tất cả chư Phật và chư Tổ đều dạy chúng ta khi làm được phước đức gì thì nên giữ lại, cuối lúc cuối đời lâm chung hẵng sử dụng. Vì Tổ sư và chư Phật biết chúng ta là tín tâm chưa phải là người sâu, nên lúc có lúc không, nên không thể dồn được cái thiện căn trong vô lượng kiếp nó về. Nếu mà chỉ cần tín tâm sâu mà không trao đảo, từ nay đến ngày ta bỏ báo thân thì ắt người này sẽ không bao giờ mê. Một người muốn không mê thì không bao giờ không bị mê, thì là người đó sẽ không bao giờ rời câu A Di Đà Phật đâu. Là vì người tin thật. Đại Lão Hòa Thượng nói là lúc lâm chung mà mê, mà bảo cả đời nghiên cứu, cả đời niệm Phật tu hành, làm gì có đạo lý đấy. Đại Lão Hòa Thượng nói là gì? Đã tin thì không bao giờ mê, mà đã mê thì biết thừa trong đời dụng công như thế nào rồi, biết trong đời tin sâu hay tin cạn là biết rồi. Vì Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm mà, niềm tin là đẻ ra thiện căn và phước đức của mình. Vậy cái niềm tin của mình nó quá yếu nên lâm chung mê, thứ nhất. Thứ hai, ta muốn để lâm chung tỉnh táo, trong tất cả cái phước đức và công đức để giúp ta tỉnh táo, thì Tổ sư cũng như chư Phật nói rằng muốn được như vậy thì gì? Tham gia hộ niệm. Vì thầy Âm Tịnh Hải năm 2016 có tổ chức một cái pháp hội ở chùa Phật Tích ở Bắc Ninh ấy. Một cái chùa cổ lớn lắm. Thì thầy Âm có nói một câu này. Con nói đây nhưng không phải để các Phật tử giải đãi nhá. Nếu giải đãi là thua rồi. Thầy Âm nói nếu như thực sự nghiên cứu hộ niệm, thực sự hộ niệm, thì ngài có nói là chỉ cần một ca mà ta hộ niệm vãng sinh thôi, có thể vắt chân chữ ngũ ngủ cả đời rồi. Có nghĩa là phước ngài nói là lớn đến như vậy đấy. Có nghĩa là một ca mà ta hộ niệm thật sự vãng sinh thì phước có thể cả đời vắt chân chéo ngéo chữ ngũ ngủ được, để cuối đời lâm chung tỉnh táo đấy ạ. Đấy là thầy Âm Tịnh Hải nói. Thứ hai là Hòa Thượng Ân Sư Tịnh Không có dạy là sợ rằng ngày lâm chung của ta không đủ phước, không đủ phước gì để người đến hộ niệm, thì ngài bảo ngay từ bây giờ hãy mau mau kết duyên hộ niệm đi, tích cực tham gia hộ niệm đi. Vì ngài nói rõ là gì? Ngay từ bây giờ đi. Vì sao? Để cuối cùng chúng ta có cái quả nó chỗ, chính là lâm chung được người nhắc nhở hộ niệm cho ta. Nhưng chúng ta thì biết nó tốt
biết nó hay đấy, nhưng vì sao chúng ta vẫn không làm? Đúng không ạ? Vì chúng ta bị tập khí nó trói buộc. Chứ nếu một người thật sự cầu giải thoát thì phải tu pháp đỉnh cao nhất. Còn nếu biết là gì, nó tốt mà không làm thì chưa phải người tu Phật. Vì tu Phật của ta là gì? Mong muốn một đời giải thoát mà. Vậy ta vẫn còn muốn gì? Muốn ở lại luân hồi rồi. Nên Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư có nói là gì? Bạn cứ đi hộ niệm đi. Cho dù lúc cuối đời công phu của bạn có kém một chút, Ngài nói là không vấn đề gì. Cho dù có kém cũng không sao. Vì sao? Vì bạn đã giúp những người họ đã vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Họ không bỏ qua bạn đâu. Họ sẽ không gì, không bỏ rơi bạn đâu. Họ sẽ kéo A-di-đà Phật đến ngày bạn lâm chung. Là họ gì? Họ sẽ giúp bạn gì? Để kéo Phật A đến đón bạn. Cái thứ nhất là Ngài nói là trả ơn mà những người đã được hộ niệm vãng sinh. Thì Đại Lão Hòa Thượng nói là có hai lần họ trả ơn. Trả ơn thứ nhất chính là lúc họ ra đi để lại cái thân tướng là gì? Mềm mại, để làm niềm tin cho chúng ta để lúc đó tăng trưởng thiện căn. Lần thứ nhất họ trả ơn cho chúng ta đấy. Lần thứ hai họ trả ơn chính là lúc người ta lâm chung, họ sẽ kéo A-di-đà Phật đến giúp đỡ. Nhưng con đi hộ niệm con thấy có 3 lần cơ. Chúng ta thấy lần thứ 3 ở chỗ nào đây? Lần thứ 3 đây, con nói là đấy là con thấy được nhá, chứ không phải là gì cả. Vì con đi hộ niệm con thấy, chứ không phải là gì cả, không phải có thần thông đâu nhá. Là vì gì? Ngày ngày con làm việc đó. Có nghĩa là gì? Ngày ngày con đứng con xin oán thân trái chủ cho người bệnh, thì ngày mình nằm xuống cũng bệnh khổ như người ta, thì họ là Bồ Tát ở Tây Phương, họ cũng xuống họ xin lại cho mình. Họ xin cho ta mà. Đúng không ạ? Phàm phu xin thì chẳng có trọng lượng mấy. Nhưng họ là Phật, là Bồ Tát, họ đã vãng sinh rồi. Một lời của họ thì bằng tỷ vạn lời của ta. Nên ngày đó họ sẽ là người xuống nài nỉ oán thân đấy chủ, xin oán thân đấy chủ cho chúng ta, để chúng ta gì ra đi một cách nó an toàn hơn. Nên muốn để lâm chung tỉnh táo, muốn được tốt thì hôm nay bắt đầu phải nghiên cứu. Hộ niệm là phải thật nghiên cứu, chứ không phải là ta biết hộ niệm rồi thì gì, ta trang hoàng cái hộ niệm cho ta, ta đánh bóng hộ niệm cho ta, để cuối cùng gì, cuối cùng chúng ta chết ở đó. Vì sao? Chúng ta chỉ là trang hoàng thôi mà, chúng ta chỉ là thêm một cái cho chúng ta thôi mà. Còn không bao giờ con làm điều đó. Ví dụ con không thì mỗi thứ một tí, mỗi tí một tí để trang bị cho con không làm điều đó. Con đã quyết giải thoát thì con chỉ có đi đúng một đường và con làm đúng một việc. Thì gì? Con muốn giải thoát mà. Còn con không muốn giải thoát thì con mới làm thế thôi. Chứ còn thực chất là hôm nay con thực sự là con muốn giải thoát lắm rồi. Vì ngày ngày phải đi này khổ lắm. Thực sự là khổ lắm, ngày phải ăn 3 bữa. Một bữa không ăn là khổ đúng không ạ? Nên chính vì vậy mà dần con đang bớt dần đi. Nhưng vào đây một ngày con được ăn 3 bữa. Chứ thực sự con đang bớt dần rồi, nhưng vào đây được sư cô đưa vào đây, xong rồi được các thầy, các thứ, các Phật tử đây giúp là ngày ăn mấy bữa, đúng không ạ? Nên hôm nay con báo là nó khổ mà, vẫn khổ mà. Nên chính vì thế mà không ăn không ai bắt đâu ạ. Muốn giải thoát thì đúng là phải tu cái tối cao mà chư Tổ, chư Phật đã chọn cho chúng ta. Vậy hôm nay chúng ta muốn lâm chung tỉnh táo, muốn được người giúp đỡ hộ niệm, thì hôm nay ngay từ bây giờ hãy tích cực tham gia niệm Phật. Hộ niệm thì lâm chung ta có phước được người đến hộ niệm giúp đỡ chúng ta. Vật một tràng vào tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của cư sĩ Phúc Trí đã từ bi chia sẻ để chúng con biết rõ được là hộ niệm bao gồm tất cả. Và nhờ có nghiên cứu thật kỹ phương pháp niệm Phật hộ niệm vãng sinh mà không chỉ tỉnh táo mà cuối đời lại được người đến nhắc nhở hộ niệm, niệm Phật và yểm trợ giúp đỡ mình trên con đường đi về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật ạ.